mời quý vị và các bạn quay trở lại nhà thi đấu Thanh Trì, thành phố Hà Nội để theo dõi trận bán kết thứ nhất giữa hai đội, đội chủ nhà Hoa Hồng bên tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn và đội đến từ huyện Vĩnh Xuyên, Vĩnh Phúc. Ở trận bán kết thứ nhất thì đội Vĩnh Phúc giành chiến thắng 2-0 trước đội trẻ Gupet, và đội Hoa Hồng giành chiến thắng 2-0 trước đội trẻ Ba Vì. Ở các trận, ở trận bán kết thứ hai sẽ là trận đối đầu giữa đội VHD và đội Kinh Công Hà Nội. Với ở set đấu đầu tiên này, đội Hoa Hồng sẽ là đội phạt bóng trước. Đây là trận đấu bắt đầu và phạt bóng của nữ hoàng Mai Phương. Và Vĩnh Phúc đánh bóng không có lưới, điểm 1-0 cho chủ nhà Hoa Hồng. Cháu ơi. Tiếp tục là pha đánh bóng ra ngoài của Vĩnh Phúc. Điểm cho chủ nhà Hoa Hồng 2-0. Rồi, nhảy rồi, nhảy chắn rồi. Lối nhảy chắn của số 4 bên phía Hoa Hồng. Điểm cho Vĩnh Phúc 1-2. Bóng còn đáng tiếc và không kịp cứu bóng của các quái Vĩnh Phúc. Điểm 3-1 cho Hoa Hồng. Rất đáng tiếc và phạt bóng của số 4 Hoa Hồng không có lưới. Điểm cho Vĩnh Phúc 2-3. Sang luôn từ bước 2. Bỏ nhỏ không được. Góc này chuẩn chưa? Một điểm số tiếp theo 4-2 cho các thủ chủ nhà Hoa Hồng. Bỏ nhỏ và bọc lốp không thành công. Điểm cho các cô gái Vĩnh Phúc 4-3-4. Mai Phương và ra tay không qua được hàng chắn của các cô gái Vĩnh Phúc. Điểm cho Vĩnh Phúc 4-4. Một của Mai Phương. Chắn bóng tốt rồi là pha chắn bóng của số 1 bên phía Hoa Hồng. Điểm 5-4 cho đội chủ nhà Hoa Hồng. Trong sân, trọng tài xác định bóng trong sân. Điểm cho Vĩnh Phúc 5-5. Bóng rất mạnh của số 4 bên phía Hoa Hồng. Mai Phương được. Nữ hoàng bóng chuyền Mai Phương và đánh bóng lỏng tay rất kinh nghiệm của nữ hoàng bóng chuyền Phương Mai. Điểm 6-5 cho Hoa Hồng. Bóng tốt rồi là pha bóng trong sân của các quái Vĩnh Phúc. Điểm 6-6 cho Vĩnh Phúc. Không qua được hàng chắn của Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Bỏ nhỏ không thành công.
và ra tay rất mạnh. Vậy là trọng tài xác định bóng không qua lưới. Điểm cho Vĩnh Phúc 7-6. Một pha ra tay rất mạnh của số 4 Hoa Hồng, tuy nhiên bóng lại ra ngoài. Điểm cho Vĩnh Phúc 8-6. Mai Phương, bóng chạm chắn ra ngoài và đánh bóng rất kinh nghiệm của Mai Phương. Điểm cho Hoa Hồng 7-8. Lại là pha ra tay của Mai Phương, bóng vẫn còn. Rất đáng tiếc, bóng không có lưới, điểm 8 đều cho Hoa Hồng. Trọng tài xác định bóng chạm chắn của Hoa Hồng. Điểm cho Bình Xuyên Vĩnh Phúc 9-8. Điểm cho Hoa Hồng 9 đều. Vậy là Bình Xuyên Vĩnh Phúc đánh bóng không có lưới. Điểm 19 cho các gói Hoa Hồng. Vậy là đội Bình Xuyên Vĩnh Phúc đã xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ nhất ở các thi đấu thứ nhất này. Ở sân bên kia đang là bán kết thứ hai giữa hai đội Tinh Công Hà Nội và đội VHD Hà Nội. Điểm số hiện tại đang là 6-5 nghiêng về Tinh Công. Và đánh bóng tốt của các cô gái VHD. Điểm 6 đều cho VHD. Trận đấu tiếp tục và phạt bóng của nữ hoàng bóng chuyền Mai Phương. Phòng thủ tốt của các cô gái Hoa Hồng. Mai Phương bỏ nhỏ rất hay. Pha bỏ nhỏ rất khéo của Mai Phương. Điểm 11-9 cho các cô gái Hoa Hồng. Không hiểu ý, rồi hai cô gái Vĩnh Phúc đã nhường nhau. Lại là pha ghi điểm của Mai Phương. 12-9. Điểm 12-9 cho chủ nhà Hoa Hồng. Đây là giải bóng chuyền hơi nữ Cúp Hoa Hồng lần thứ nhất năm 2022 do công ty cổ phần tập đoàn Hoa Hồng tài trợ. Tiếp tục là chắn bóng tốt của số 6 Hoa Hồng. Điểm 13-9 cho Hoa Hồng. Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Vậy là pha ghi điểm số 8 của Vĩnh Phúc. Điểm 10-13 cho Vĩnh Phúc. Đẩy bóng quê sân không thành công. Và chạy bóng bằng chân rất hay.
Lại là pha bóng nhỏ của Mai Phương. Bỏ bóng không có lưới. Điểm 11-13 cho các cô gái Vĩnh Phúc. Ra tay rất khéo của Mai Phương. Rất nhanh. Phòng thủ không thành công của số 4 bên phía. Một pha đá bóng rất hay của các cô gái Vĩnh Phúc. Chúng có thể nói là pha phòng thủ của số 4 bên Hoa Hồng rất nhanh, tuy nhiên vẫn không thành công. Điểm 12-13 cho các cô gái Vĩnh Phúc. Vậy là đội Hoa Hồng xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ nhất này. Là trận đấu tiếp tục. Lại là pha ghi điểm của chủ công Mai Phương. Chị được mệnh danh là nữ hoàng bóng chuyền của miền Bắc. Chị đã là đương nằm trong đội hình của nhà đương kim vô địch giải bóng chuyền hơi toàn miền Bắc lần thứ nhất cúp tranh cúp Hoa Đại tại nhà thi đấu thành phố Bắc Giang. Điểm cho các cô gái Vĩnh Phúc 13-14. Lại là Mai Phương. Bóng trong sân, điểm 14 đều cho Vĩnh Phúc. Nổ sân, một pha đánh bóng rất uy lực của số 4 bên phía Hoa Hồng. Điểm 15-14 cho Hoa Hồng. Bóng trong sân và chắn bóng tốt của số 12 bên phía Vĩnh Phúc. Điểm 15 đều cho Vĩnh Phúc. Đây là pha ghi điểm của nữ hoàng Phương Mai. Điểm cho các cô gái Hoa Hồng 16-15. Rất nhiều. Bóng trong sân. Bóng rất hay của số 10 bên phía Vĩnh Phúc. Điểm 16 đều cho Vĩnh Phúc. Vạch rồi. Chính xác. Trọng tài bắt chính xác ở tình huống vừa rồi. Số 4 của Hoa Hồng đã dẫm vạch khi tấn công. Điểm 17-16 cho Vĩnh Phúc. Bỏ nhỏ không được. Cơ hội cho Hoa Hồng. Mai Phương. Bỏ nhỏ không qua lưới. Điểm 17 đều cho Hoa Hồng. Tốt, bóng vẫn còn. Bóng tốt của các cô gái Hoa Hồng. Bóng chắn bóng tốt. Không, như vậy là lỗi chạm lưới của Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Trọng tài xác định cho điểm cho Hoa Hồng.
18-17. Các quả Vĩnh Phúc đang khiếu nại với trọng tài là không chạm lưới. Trọng tài vẫn quất cho điểm đội Hoa Hồng. Qua rồi. Vẫn còn. Hay phòng thủ tuyệt vời của số 4 bên phía Hoa Hồng. Hội cho Vĩnh Phúc. Một pha kèo trái khá dị của các cô gái Vĩnh Phúc. Đánh tốt của số 10 bên phía Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Điểm 18 đều cho các cô gái Vĩnh Phúc. Vậy là Hoa Hồng đã xin tạm dừng hội ý lần thứ 2 ở set thi đấu thứ nhất này. Ở trận đấu bên kia, bán kết thứ hai giữa VHD và Cung Công, điểm số hiện tại là 14-11 nghiêng về VHD. Và đánh bóng rất nhanh của các cô gái Vĩnh Phúc, tuy nhiên bóng không qua lưới. Điểm cho Hoa Hồng 19-18. Bóng lọt chắn rồi, điểm cho Vĩnh Phúc 19-19. Bóng đi thu sát tới 19. Vĩnh Phúc 19-0 chứ không phải điểm cho Hoa Hồng. Rất khó rồi, nỗ lực của Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc đánh bóng không có lưới. Điểm 20-19 cho chủ nhà Hoa Hồng. Phạt bóng của Mai Phương. Còn cơ hội cho Vĩnh Phúc. Chuyển hài rất khó. Bỏ nhỏ của Mai Phương. Thành công rồi. Một pha bỏ nhỏ rất thông minh của Mai Phương. Mang về điểm số 21 cho các cô gái Hoa Hồng. Vậy là Hoa Hồng giành chiến thắng 21-19 ở set đấu thứ nhất. Sau đó tạm vươn lên dẫn trước đội Bình Xuyên Vĩnh Phúc số 1-0. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của chúng tôi. Khi các bạn xem hay thì like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Nhớ ấn đăng ký ủng hộ kênh để nhận thông báo và đón xem video mới nhất của kênh. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại nhà thi đấu Thanh Trì thành phố Hà Nội để theo dõi set thi đấu thứ 3, trận bán kết thứ nhất giữa hai đội chủ nhà Hoa Hồng và đội Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Điểm số ở set đấu thứ 3 hiện tại đang là Hoa Hồng, như vậy là pha chắn bóng tốt của Hoa Hồng. Điểm 5-5 cho Hoa Hồng. Và phạt bóng của nữ hoàng bóng chuyền hơi Phương Mai. Thủ tốt. Phòng thủ tốt của số 6 bên phía Hoa Hồng. Phương Mai cũng được. Số 4. Không được và không hiểu ý của các cô gái Hoa Hồng. Để bóng rơi tự do, điểm cho Vĩnh Phúc 6-5.
Lối chạm lưới của Vĩnh Phúc điểm cho đội Hoa Hồng 6 đều. Còn phòng thủ rất hay của số 6 bên phía Hoa Hồng. Bóng 1 của Phương Mai, bỏ nhỏ. Và bỏ nhỏ rất hay của các cô gái Vĩnh Phúc. Điểm cho Vĩnh Phúc 7-6. Vẫn còn và phòng thủ bằng chân rất hay của số 1 bên phía Hoa Hồng. Và chấp thời cơ rất tốt của các cô gái Hoa Hồng. Trọng tài rút một thẻ vàng cho một người bên ban huấn luyện của Vĩnh Phúc. Vậy là điểm 7 đều. Rồi đội Vĩnh Phúc cho rằng các cô gái Hoa Hồng đã nhảy chắn bóng. Tuy nhiên trọng tài xác định không phải. Cuối cùng điểm cho Hoa Hồng 7 đều. Phương Mai điểm 8-7 cho các cô gái Hoa Hồng. Vậy là điểm số thứ 8, hai đội sẽ đổi sân và tiếp tục thi đấu. Chắn bóng tốt, điểm cho Hồng 9-8. Và phòng thủ không thành công của các cô gái Hoa Hồng. Điểm tiếp cho Vĩnh Phúc 8-9. Và đánh bóng tốt của Vĩnh Phúc. Điểm cho Vĩnh Phúc 9-10. Và cú bóng rất hay của các cô gái Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Bỏ nhỏ tốt của số 4 bên phía Hoa Hồng. Điểm cho Hoa Hồng 11. Vậy là Vĩnh Phúc xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ nhất ở set thi đấu thứ 3 này.
điểm số 91. Ở sân bên này bán kết thứ hai giữa King Kong và VHD đang trận đấu thứ ba, tỷ số hiện tại là 6-3. Nhưng về các cô gái VHD, bóng không có lưới, đây là điểm tiếp cho đội King Kong 5-6. Đều cho King Kong ở set đấu thứ ba. Ở phía bên này trận thi đấu bán kết thứ nhất giữa Vĩnh Phúc và Hoa Hồng, vậy là lối nâng bóng của các cô gái Hoa Hồng, điểm cho Vĩnh Phúc 10-11 hay 10-12 rồi đấy, mình không nhìn thấy bảng tỷ số rồi. Lối dẫm vạch điểm 11-10 11 đều cho Vĩnh Phúc. Số 8 của Vĩnh Phúc phát bóng. Số bóng tốt của Vĩnh Phúc. Đây là pha ghi điểm của các cô gái Vĩnh Phúc. 12-11. Hoa Hồng xin hội ý. Vậy là trận đấu tiếp tục, Vĩnh Phúc phát bóng. Điểm 12-11 cho Vĩnh Phúc. Phương Mai, pha đẩy sâu của Phương Mai. Một pha nỗ lực cứu bóng không thành công của các cô gái Vĩnh Phúc. Điểm 12 đều cho công ty Hoa Hồng. Vậy là sau nỗ lực cứu bóng của hai cô gái bên phía Vĩnh Phúc thì đã lao đầu vào nhau và đang bị chấn thương ở trên sân. Như vậy là lối vào sân không xin phép trọng tài nên là huấn luyện viên của Vĩnh Phúc bị thẻ vàng thứ hai, là đồng nghĩa với đó là một chiếc thẻ đỏ, anh đã phải lên khán đài cùng làm khán giả. Như vậy là Vĩnh Phúc không cần thay người. Trận đấu tiếp tục. Điểm số 12 đều. Điểm số hiện tại 11-12 ở set đấu thứ 3. Đây là King Kong, King Kong cùng hội ý. Ở bên này tỷ số đang là
12 đều. Trận đấu giữa Vĩnh Phúc và Hoa Hồng là 12 đều. Còn trận đấu bán kết bên này giữa Cung Công và VHB đang là 11-12, tỷ số rất cân bằng. Cả hai trận bán kết đang là có tỷ số ở set đấu thứ ba là 12 đều. 12-12 và 12-12. Bên này VHD phát bóng. Quả nhỏ của Khánh Linh không thành công. Huyền Châu xử lý. Mình phải vừa hai tay quay hai máy các bạn ạ. Để kịp phục vụ các vị khán giả hai trận. Và tấm lưng tốt của Huyền Châu. Hội cho Huyền Châu cũng được. Phải rơi khó. Thành tích tốt của Khánh Linh. Mới ngày ấn bóng của Nguyễn Oanh điểm cho các cô gái Cung Công 13-12. Ở trận đấu bán kết bên này thì đội Hoa Hồng vẫn đang dẫn trước đội Vĩnh Phúc 13-12. Cả hai trận đấu đang có trận đấu là 13-12. Bên này VHB sang bằng số 13 đều. Trận đấu bên này thì tiếp tục đội Hoa Hồng phát bóng. Sắp đòi cho Cung Công. Đó rồi. Cơ hội cho các cô gái. Không được. Điểm 14 đều cho Cung Công. Điểm 14 đều cho VHD. Đây là điểm bên này 13 đều cho Vĩnh Phúc. Lưới của Vĩnh Phúc điểm 14-13 cho các cô gái Hoa Hồng. Điểm 15-14 cho Cung Công. Thank you.